Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới nhất của Nga. Hiện tại thì bên em vừa mới lên xong chơi tùng tại Yên Mỹ Hưng Yên, cặp loa cây F2005 Pro. Thì model này thì vừa mới được anh Tùng chốt xong, đang tiết qua chất âm rồi chuẩn bị giao qua nhà cho anh. Và đặc biệt đối với phiên bản loa cây F2005 Pro thì hãng đang có chương trình khuyến mại tặng kèm 40 công dây VS500 và giá trị của cặp loa này là 6.500.000 đồng. Dòng loa 6 đường tiếng với 1m30, 2 chung, 2 chắp giấy và 1 chắp kèn. Chất âm thanh cho ra cực kỳ là hay, thiết kế đẹp, sang trọng. Phần gỗ tự nhiên, bát chung và chép thì đều sẽ có những phần ốp mạ vàng. 1m30, 2 chung, 2 chắp giấy và 1 chắp kèn. Dòng loa được nhập khẩu chính hãng Yamaha Pro, model F2005. Và trên tất cả những sản phẩm của Yamaha thì không thể nào thiếu được tem chống bằng rẻ, mã QR và trang web của công ty. Chương trình khuyến mại cực kỳ là lớn. Và về phần thông số của loa, loa sẽ được chạy từ 40 đến 21 kHz, công suất dao động từ 350 đến 550W, độ nhạy 92 dB và trở kháng 8 ohm, lỗ thông hơi, những đường tín hiệu vào hay là tem niêm phong bảo hành. Dòng loa này thì cho chất lượng âm thanh cực kỳ là hay. Các bác và anh em có thể vừa hát karaoke hay là nghe nhạc khá là tuyệt vời. Đặc biệt sẽ có những chương trình hay là những phần quà lớn hơn, cao cấp hơn để gửi tặng cho tất cả mọi người. Khi các bác đặt mua những bộ dàn âm thanh, bộ combo tại Hoàng Áo Đô, và các bác cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ Trung tâm Thương mại Bao Bì, phường Bần, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, để trải nghiệm thực tế nhất về những mẫu sản phẩm, những mẫu model được nhập khẩu chính hãng Yamaha Pro. Hay đối với những sản phẩm này thì bên em vẫn hỗ trợ giao hàng toàn quốc cho các bác. Khi các bác và anh em đặt hàng, khi nhận hàng thì được kiểm tra và tiết hàng trước khi thanh toán. Quay qua về cái phần quà để tặng kèm cho tất cả mọi người khi mua những cái dòng sản phẩm là F2005 Pro đến từ thương hiệu Yamaha. Anh tháo ra giúp em. Dòng mic BS500 nhá. Đây là một trong những cái phần quà được hãng hỗ trợ tặng khá nhiều đối với những bác khách hàng mua những bộ dàn karaoke, bộ dàn âm thanh hay là những cái dòng sản phẩm đang có chương trình khuyến mại cực kỳ là cao. Dòng mic này thì hát rất là hay. Hai tay mic đây, BS500 logo Yamaha Pro, hát rất là hay nhá. Và đây là một trong những phiên bản mic cho chất lượng cực kỳ là tốt, hỗ trợ các bác và anh em hát karaoke, nghe nhạc khi kết hợp cùng với bộ dàn được nhập khẩu chính hãng Yamaha Pro. Dây 6 ly này, dây nguồn này, hay là chống lăn, pin. Trong đây thì sẽ có đầy đủ trọn bộ nhá. Khi về thì các bác chỉ việc tháo ra sử dụng thôi. Sẽ có 4 cục pin, 4 quả pin dự phòng này. Chỉ việc sử dụng nhá. 6.500.000 đồng cho phiên bản loa F2005 Pro, phiên bản loa cực kỳ là đẹp. Cho chất lượng âm thanh rất là hay, được nhập khẩu chính hãng Yamaha. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua Hoàng Hà, qua Zalo, số điện thoại 0967 345 155 để đặt hàng. Bây giờ thì xin mời tất cả các anh em cùng thưởng thức qua chất âm, chất lượng âm thanh của phiên bản F2005 Pro đến từ thương hiệu Yamaha nhé. Từng người xuống.